Em chào các anh chị các bạn yêu Lan nhá. Chiều nay thì chiều nó cũng âm u, nó sắp mưa rồi cho nên nó hơi tối. Hôm nay thì em về được có 9 đơn lan giả hạc rừng ra ly thôi, rất là hiếm thôi. Đi các anh em thợ rừng thì phải nói thật là đi rất là khổ, và đi vào trong những cánh rừng sâu thì về mới có được những nhánh lan giả hạc rừng đẹp và nguyên bản này để gửi đến các chị yêu lan ấy. Chứ hiện nay nhiều nơi họ bán những cái cây lan giả hạc rừng nhưng mà em lướt lướt em vẫn thấy ấy. Thì nhiều cây nó không phải hàng rừng, nó thuộc hàng công nghiệp hoặc là nó thuộc hàng gieo hạt. Thậm chí là những cái cây mà họ đã mua về những nhà vườn lớn ấy, họ 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 gom về họ sổ hoa ấy, hoa không đẹp thì họ đẩy ra thị trường thôi. Thì rất là nhiều các anh chị mới chơi thì chúng ta không biết được điều đó. Thì như vậy thì nó chơi nó cũng không vui lắm. Và cũng em cũng nhận được rất là nhiều tin nhắn và các anh chị là cũng mất học phí khá là nhiều. Thì các anh chị sưu tầm của em rất là nhiều lần và trở thành khách quen ấy. Thì lúc nào trên kênh về các anh em thợ rừng đi về thì cái lượng hàng ở trên kênh thì nó cũng hết sạch sành xanh luôn. Thì em cũng rất là cảm ơn các anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ em nhé. Ngày hôm nay thì em chia sẻ cái mức giá 9 đơn thôi, lên giao lưu thôi thì nó từ 150 cho đến 400. Cây này thì 400 thì nó hai mầm này to này. Đấy. Còn những cây như này 350 này. 350 này thì nó là những cây khủng, có lẽ là khủng ngoài thiên nhiên. Hiện nay ấy, thì ngày trước thì có thể nó lên đến 500 600 nhưng mà giá mùa Covid thì em chia sẻ đến các anh chị nó giá yêu thương hơn, bởi vì hiện nay thì cái kinh tế mùa dịch thì nó cũng không có được như đợt trước nữa ấy. Thì em cũng hiểu điều đó. Bây giờ em xin đi vào thông tin từng đơn để các anh chị nắm bắt nhé. Đầu tiên là đơn số 1 này, giá là 150k này. Cặp kiến rất là đẹp luôn này. Đấy. Trời hơi tối nha, các anh chị cố gắng xem nhé. Đấy, đơn số 1 150k. Đấy, một kiến này, con này lá mít luôn này, đẹp chưa? Ngấn của lá rõ, thân hồng và một con kiến hồng nữa. Hai con, hai mặt hoa. Hai kiến zin 150. Tiếp theo qua đơn số 2, giá là 220k. Ở đây thì sẽ được một mầm kiến này, kiến lá tre này, thân hồng. Đấy. Và một miếng nguyên bản hàng đây. Vẫn tươi nguyên nhá chị nha, nhìn đây. Đấy, vỏ cây vẫn còn nhựa này. Và trên này được hai mầm kiến này. Tổng cộng là cái đơn số 2 này được 3 mầm kiến này. Với 3 mầm kiến giá chỉ là 220k thôi các anh chị nhá. Tiếp đến em qua đơn số 3. Giá là 200k. Ở đây thì được một kiến, hai kiến và ba kiến. Đấy, con kiến này khá lớn, thân rích rắc này, trên thân có những đường chấm tím rất là đẹp luôn. Đấy, nó mọc ở những nơi khắc nghiệt nhất, khô cằn nhất nhưng mà nó lại hồi sinh mạnh mẽ nhất, bởi vì nó những cây này là những cái cá thể chọn lọc tự nhiên khỏe mạnh nhất, thì về nhà rất là dễ chăm thôi các chị ạ. Đơn số 3 giá 200k. Tiếp đến đơn số 4 giá cũng là 250k. Cái cây mà có lẽ là thân nó như kiểu hồng minh châu ấy. Đây các anh chị đẹp không, thân tím như hồng minh châu luôn, nguyên bản này, lấy trên cây ngành ngạnh này. Đấy, thân già rất là nhiều, kiến zin quá đảm bảo để chơi, để chăm, để sổ hoa. Và cây số 4 này giá là 250k nha các anh chị nhá. Tiếp đến em qua đơn số 5, giá 300k. Cây này có bộ lá bầu rất là đẹp này, rất ấn tượng. Thân hồng. Trên thân thì nó có những cái đường chấm chấm tím rất là hay này, bộ lá thì xanh mướt luôn. Ngoài ra thì em để ý là nó có một cái thân già vàng nhá. Thường thường những cái thân già giả hạc khác ấy thì nếu mà ăn nắng ấy như này này thì nó sẽ không bao giờ nó giữ được một cái độ vàng tinh khiết như thế này. Không bị lem một chút nào, nó giống như cái màu thân già của cây xanh sạch ấy. Để bắt va ấy, thì nó sẽ không lên màu, nó ăn nắng nó vẫn đẹp được như này, thì nó rất là đẹp luôn. Thì không biết là nó có thể cho ra được mặt hoa đẹp hay không, thì hoa tìm người mà, cây cối là tùy duyên mà, thì cũng em cũng hy vọng là cây này sẽ cho ra được mặt hoa đẹp các anh chị nhé. Nó mọc ở trên một cái cành cây mục này, may quá là phát hiện sớm ấy, không là em cũng lá rơi về cội rồi. Đấy, và đơn số 5 giá 300k các anh chị nhé. Tiếp đến em qua đơn số 6 giá là 350k.
Ở đây thì nó được hai cái thân, anh chị có thể thấy không? Đây là cái thân già năm ngoái này, nó sung đến mức mà năm nay nó chưa rụng lá nhá. Cái này nó sạch tương đối này, nó có ngân lá rõ nét nha, ngân lá rõ nét nhưng mà thân thì nó sạch tương đối, thân nó sạch tương đối. Ở rừng Gia Ly thì có nhiều cây mà thân xanh ấy, ngấn cổ lá vẫn cho ra được năm cánh trắng, hoàn toàn cho ra được năm cánh trắng, nhưng mà năm cánh trắng nó là năm cánh trắng thường thường là mũi màu ấy, nhưng mà mũi màu cũng rất là giá trị rồi. Mình không phải là cao cấp nhưng mà nó vẫn là thuộc dòng đáng chơi và có thể làm kinh tế tốt. Thì đơn số 6 đây, một cây thân thủ khá đẹp, em chia sẻ giá là 350k. Tiếp đến em qua đơn số 7 này, giá là 350k. Thì cây này là một cây cũng khá khủng ở thiên nhiên ấy. Bây giờ là tháng 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 7 rồi mà nó đã dài được từ trường này rồi, thì đến cuối năm thì nó sẽ dài hơn những cái thân già, cái thân mẹ của nó đấy, từ những thế hệ trước rất là nhiều. Thì đây là một trong số những cây nó khủng ngoài tự nhiên đấy, và thân của nó thì cũng khá là đẹp. Đây, thân phớt hồng, bản lá to, lá nhựa luôn, nhìn rất là kích thích ạ các anh chị ạ. Đây, cây rất là khủng nhá, giá chỉ 350k thôi cho một cây khủng như này các anh chị nhá. Anh chị hợp nhãn thì có thể gọi cho em qua số điện thoại em để góc trái màn hình này, hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0968 789 735 để có thể nhắn tin trực tiếp dễ dàng hơn. Và bây giờ em qua đơn số 8 giá 350k này. Một cái bụi mà cũng là một bụi khủng ngoài tự nhiên. Một mớ thân già này, cái này các chị phải phun duy xanh lên thôi, nó bắn đầy mầm lên. Sang năm bụi to tướng luôn. Và đây, ở đây thì cũng có một cây cây mà nó bản lá rất là to luôn, cây đẹp. Không thể chê vào đâu được. Cây khủng ở ngoài tự nhiên đấy các anh chị ạ. Đây. Đấy, đến trăm đến tháng 11, tháng 12 nó thắt ngọn thì thôi rồi, nó khá là to. Và sang năm thì hoàn toàn có thể ngắm hoa được, thay vì chăm những con kiến nhỏ. Ở đợt số 8 giá là 350k cho một cây rất là đẹp này các anh chị nhé. Và tiếp đến em qua đơn cuối cùng, đợt số 9. Cái này giá cao nhất này, 400k này. Cái này thì nó được tận 3 mầm luôn các anh chị nhé, hai mầm lớn đây nhá. Đây, và một cái mầm nhỏ xíu ở dưới này, đấy, một con kiến nó mọc ở đây, có thể chui vào đây nó mọc được, rất là hay. Chắc ở đây nhiều độ ẩm này các anh chị ạ. Và cây này thì thân nó đẹp chưa? Thân cây này khác gì Hồng Minh Châu đâu. Nếu các anh chị mà xem những cây Hồng Minh Châu ấy, có thể thấy thân nó chấm chấm tím như này. Đấy, y hệt như này luôn, không khác một tí nào cả. Đấy, rất là đẹp luôn. Và Gia Lai là xứ sở của những cây hồng mà, rất là nhiều hồng nhé. Hồng hờn này, hồng rộp tiếng, hồng Gia Lai này, hồng Cờ Bang này, rồi hồng Hà này, rất nhiều hồng luôn. Thì năm nào những khởi nguồn của những bông hoa đẹp của những cây hồng hoặc cây va thì đều là xuất thân là những cái cây giả hạt rừng chất lượng như này các anh chị ạ. Và cái đơn số 9 em chia sẻ giá là 400k nhé. Thì hôm nay em có 9 đơn như vậy thôi. Em quay lên để các anh chị xem, và hợp nhãn thì có thể gọi cho em qua số điện thoại là 0376 523 769, hoặc là Zalo của em thì các anh chị có thể kết bạn qua số điện thoại là 0968 789 735 để có thể mà giao lưu, chia sẻ đam mê các anh chị nhé. Và bây giờ thì em xin phép là gửi lời chào, lời chúc các anh chị luôn luôn vui khỏe và sưu tầm được nhiều cây lan đẹp cho góc nhỏ đam mê của mình nhé.